Những người ở cạnh bên liền đỡ dậy. Những người ở cạnh bên có thể là bà con thân thích hoặc bạn bè cùng đi với thánh nữ đến cúng dường Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, hoặc cũng có thể là các vị sư hoặc ni sư trong chùa, vì trông thấy cô té nặng đến thế kia, bèn vội vàng chạy lại giúp đỡ. Một lát sau, thánh nữ mới tỉnh lại, rồi bạch cùng trên hư không rằng: bấy giờ vì bị té quá đau đớn nên thánh nữ bị ngất xỉu, chẳng còn hay biết gì nữa, phải một lúc lâu cô mới tỉnh hồi lại. Và nhớ lại việc phóng mình lên không trung vừa rồi, cô liền hướng lên hư không mà bạch rằng: cúi xin Đức Phật từ bi thương xót, bảo ngay cho con rõ chỗ thác sanh của mẹ con. Hiện nay con chỉ có một nguyện vọng duy nhất là xin Ngài Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai hãy rủ lòng từ bi thương xót mà mau nói cho con biết, chẳng hay mẹ con phải đầu thai vào chốn nào, cúi xin Ngài hãy cho con biết mau lên, kẻo này thân tâm của con sắp chết mất. Con giờ đây đã bị té đến nông nỗi như thế này rồi, thân thể và tâm trí con đều rã rời kiệt quệ kỉnh vằn. Lúc ấy Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ rằng: cúng dường xong, người hãy mau trở về nhà, rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta, thời sẽ biết được chỗ thác sanh của mẹ ngươi. Bấy giờ lễ Phật xong, thánh nữ Bà La Môn liền trở về nhà. Vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, niệm danh hiệu của Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai trải suốt một ngày một đêm. Thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ biển kia, nước trong biển đó sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ, thân thể toàn bằng sắt hay bay nhảy trên mặt biển, chạy rào bên này xua đuổi bên kia, và thấy những trai cùng gái số nhiều đến trăm ngàn muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển, bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Lại thấy các dạ xoa hình thù khác nhau, hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, răng nanh chìa ra ngoài miệng, bén nhọn rường gươm, đang lùa những người tội đến gần thú dữ. Lược giả, lúc ấy Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai bảo thánh nữ Bà La Môn rằng: cúng dường xong, người hãy mau trở về nhà, vì người vừa bị té, thân thể bị nhiều thương tích. Vậy sau khi cúng dường ở đây xong, thì người nên sớm trở về nhà. Về đến nhà rồi thì thế nào? Rồi ngồi ngay thẳng, nghĩ tưởng danh hiệu của ta. Mặc dù tay chân người đều bị tổn thương, song người hãy cố gắng ngồi cho ngay thẳng, đoan chánh mà tưởng niệm đến danh hiệu của ta. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai, thời sẽ biết được chỗ thác sanh của mẹ người. Bấy giờ lễ Phật xong, thánh nữ Bà La Môn liền trở về nhà, vì thương nhớ mẹ, lòng quá chân thành thiết tha. Nghĩ đến mẫu thân nên thánh nữ ngồi ngay thẳng, quên hết mọi đau đớn, cũng chẳng nhớ tay chân mình đang bị thương, chỉ một lòng một dạ niệm chuyên chú, niệm danh hiệu của Đức Giác Hoa Định Tự Tại Vương Như Lai. Trải qua suốt một ngày một đêm, trong suốt quãng thời gian lâu như thế, thánh nữ tuyệt nhiên không nghỉ ngơi, chẳng ăn chẳng uống, cũng không đi tiêu đi tiểu. Thánh nữ ngồi ngay thẳng chứ không phải quỳ suốt 24 tiếng đồng hồ, và chỉ chuyên tâm chí thành niệm Phật, ngoài ra không làm việc gì khác. Bấy giờ sau một ngày một đêm kiên trì niệm Phật, thánh nữ bỗng thấy thân mình đến một bờ bên kia. Trạng thái này gọi là gì? Đây không phải là cô ta nằm mộng, mà là do thành tâm đến cực điểm, cho nên linh tánh của cô ta xuất khỏi thân thể. Linh tánh này còn gọi là thần thức hay hồn phách. Danh xưng tuy nhiều như vậy song cũng chỉ là một, chính là thức thứ 8 của con người. Khi thánh nữ ngồi quá lâu lại quên cả đau đớn thì tất cả đều như ngừng lại, chỉ còn duy nhất một niệm là tưởng nghĩ đến danh hiệu của Đức Phật. Bởi một niệm này rất chân thành, kiến thức thứ 8 có thể lìa khỏi thân thể để đi đến nơi khác. Do đó thánh nữ thấy mình bỗng dưng lại ở tại một bờ biển xa lạ. Những người ngồi thiền mà nếu định thần ngồi được lâu thì cũng có thể thấy được một vài cảnh giới nào đó. Ấy là vì lúc bấy giờ thức thứ 8 của họ có thể rời khỏi thể xác, cho nên họ có thể thấy được cảnh giới khác. Nếu quý vị được khai mở ngũ nhãn thì có thể nhìn thấy quỷ thần Bồ Tát Phật. Chưa mở ngũ nhãn thì không thể nào thấy được. Linh tánh thức thứ 8 của người tu đạo cũng có ngũ nhãn. Khi linh tánh tách ra khỏi nhục thể thì ngũ nhãn khai mở, do đó họ có thể trông thấy vô số cảnh giới. Thánh nữ Bà La Môn này nhất định là có tu đạo từ lâu, nên mặc dù ngũ nhãn của nhục thể chưa được khai mở,
Nhưng khi thức thứ 8 rời khỏi xác thân thì cô ta liền có thể thấy được các cảnh giới và biết được rằng mình bỗng nhiên ở tại một bờ biển xa lạ. Nước trong biển đó sôi sùng sục. Nước trong biển ấy không phải mát mẻ, mát lạnh mà là rất nóng. Nước đang sôi sùng sục trong biển nước ấy. Thánh nữ nhìn thấy có rất nhiều thú dữ. Có bao nhiêu thú dữ? Quý vị cũng không cần biết là bao nhiêu. Nói chung là trong biển đó có rất nhiều thú dữ chứ chẳng phải ít. Các ác thú này thân thể toàn bằng sắt, cứng chắc kiên cố, bay nhảy trên mặt biển. Chúng bay qua bay lại trên mặt biển với tốc độ rất nhanh, hết chạy rào bên này lại xua đuổi bên kia, chạy qua chạy lại rượt bắt lẫn nhau. Và thánh nữ lại còn thấy những trai cùng gái, số nhiều đến trăm ngàn muôn, thoạt chìm thoạt nổi trong biển. Số người này hết trồi lên thì lại hụp xuống, rồi lại bị các thú dữ giành nhau ăn thịt. Những ác thú nói trên ở trong biển nước sôi này để làm gì? Để ăn thịt những người nam kẻ nữ đang ngòi ngóp giật giờ đó. Đây đều là những ác thú hết sức hung dữ, mạnh mẽ, miệng chúng rất to, bụng cũng rất lớn, cho nên chúng có thể há miệng nuốt chửng từng người một. Thánh nữ lại thấy các dạ xoa hình thù khác nhau. Dạ xoa tức là quỷ dạ xoa, vốn có tên là quỷ tiệp tật vì chúng có thể bay và chạy vô cùng mau lẹ. Hình dạng của loài quỷ dạ xoa này rất kỳ dị và không giống nhau. Chúng không như thế nào? Chúng trông hoặc nhiều tay, có quỷ dạ xoa có tới mấy chục cánh tay, hoặc nhiều mắt, có quỷ dạ xoa thì chỉ có hai cánh tay nhưng lại rất nhiều mắt, trông xấu xí kỳ quái, lại rất hung ác dữ tợn. Nhiều chân, có quỷ dạ xoa thì tay chân không nhiều, mắt cũng không nhiều, song lại mọc rất nhiều chân, nhiều đầu, có quỷ dạ xoa lại có rất nhiều đầu. Răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn dường gươm. Miệng của quỷ dạ xoa giống như bồn máu, há ra có thể lớn bằng cái thúng, có thể nuốt chửng rất nhiều người trong cùng một lúc. Răng chúng thì lợi hại như đao kiếm, đá nhọn lại sắc bén vô cùng. Các quỷ dạ xoa đó đang lùa những người tội đến gần thú dữ. Chúng xua đuổi các tội nhân để họ đến gần bọn ác thú như thế để làm gì? Đó là chúng giúp cho những con thú dữ kia kiếm mồi. Có lúc vì loài người thì khôn ngoan hơn loài thú nên tội nhân cũng trốn chạy ra xa được, nhưng rồi lại bị quỷ dạ xoa đón đường chặn lại. Cho nên đằng sau thì có thú dữ rượt đuổi, phía trước lại gặp quỷ dạ xoa cản đường. Quả là tiền vô khứ lộ, hậu hữu truy binh. Các tội nhân ở đó đúng là bị dồn vào đường cùng, không còn lối thoát, trời trên đất dưới chẳng trốn đi đâu được cả. Cho dẫu muốn tìm một người bạn để tới nhà lánh tạm một đêm cũng không được. Kinh văn. Rồi chúng lại tự chụp bắt, túm quắp đầu chân lại với nhau, hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu. Khi ấy thánh nữ Bà La Môn nhờ nương sức niệm Phật nên tự nhiên không kinh sợ. Có một quỷ vương tên là Vô Độc đến cúi đầu nghênh tiếp hỏi thánh nữ rằng: Lành thay Bồ Tát, do duyên sự gì mà ngài đến chốn này? Bấy giờ thánh nữ Bà La Môn hỏi quỷ vương rằng: Đây là chốn nào? Vô Độc đáp rằng: Đây là tầng biển thứ nhất ở phía tây núi Đại Thiết Vi. Thánh nữ hỏi rằng: Tôi nghe trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thật chăng? Vô Độc đáp rằng: Thật có địa ngục. Thánh nữ hỏi rằng: Nay tôi làm sao được đến chỗ địa ngục? Vô Độc đáp rằng: Nếu không phải sức oai thần, cần phải do nghiệp lực, ngoài hai điều này ra ắt không bao giờ có thể đến được. Thánh nữ lại hỏi: Do duyên cớ gì mà nước trong biển này sôi sùng sục và có những người tội cùng các thú dữ như thế? Vô Độc đáp rằng: Đây là những chúng sanh tạo ác ở cõi Diêm Phủ Đề mới chết quá 49 ngày không người kế tự để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho. Lúc sống họ lại không làm được nhân lành nào quả, vì thế nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm lấy địa ngục, tự nhiên họ phải lội qua biển này trước. Cách biển này 10 vạn do tuần về phía đông lại có một cái biển, những sự thống khổ ở đó còn gấp bội chốn này. Phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa, sự thống khổ ở đó càng trội hơn, do ác nhân của tam nghiệp cảm vời ra và gọi chung là biển nghiệp, chính là chốn này vậy. Lược giảng.